Sau đây là bài hát Nghi Sơn, thành phố tương lai, phòng thơ Nguyễn Đức Nhứ, âm nhạc Trọng Bích, hòa âm và dàn nhạc Nguyễn Hoàng Giang, do ca sĩ, nhạc sĩ Thế Việt, ca sĩ Huy Phước cùng Tốp Ca Nam, nhà hát ca múa kịch Lam Sơn thể hiện. Xưa
là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo huyện Tĩnh Gia làm việc với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu du lịch biển Hải Hòa để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư mở rộng tuyến đường CC3. Quy hoạch và phát triển mạng lưới trường lớp học ở huyện ta. Tuyến đường dân sinh nối từ quốc lộ 1A đến đường Nghi Sơn Bãi Trành qua đoạn qua trục chính vào xã Tùng Lâm xuống cấp nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 1 tại huyện Tĩnh Gia, cụm thi đua số 2 gồm các huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương, Hoàng Hóa, Hậu Lộc và Nga Sơn đã tổ chức hội nghị giao ban tổng kết phong trào thi đua năm 2019, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia, các đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Xương, trưởng cụm, và Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Tĩnh Gia, Phó cụm, đồng chủ trì hội nghị. Năm 2019, hệ thống Mặt trận Tổ quốc 5 huyện trong cụm thi đua số 2 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Đó là tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Tình trạng ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn các huyện kéo dài. Việc sáp nhập thôn xã gây dao động tư tưởng trong cán bộ và nhân dân. Song được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các huyện trong cụm tiếp tục hướng mọi hoạt động về khu dân cư, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được khẳng định. Sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường và mở rộng. Các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngay vì người nghèo được triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, thu được kết quả quan trọng. Đến nay, huyện Quảng Xương là đơn vị thứ hai được tỉnh công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đợt mưa bão số 3 vừa qua, với tinh thần tương thân tương ái hướng về đồng bào lũ lụt, Mặt trận Tổ quốc 5 huyện đã kêu gọi vận động được 3,5 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát, khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lụt gây ra. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục được quan tâm củng cố, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở của Mặt trận và các tổ chức thành viên, được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, qua đó tạo lòng tin trong nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc 5 huyện trong cụm số 2 đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các huyện trong cụm cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động thực hiện tốt hơn nữa công tác tập hợp đoàn kết đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc chủ trì. Trong đó chú trọng các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngay vì người nghèo. Quan tâm chỉ đạo tổng kết các phong trào, các cuộc vận động nhằm tìm ra các mô hình hay, điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng. Phối hợp với chính quyền các ngành, thực hiện tốt công tác thanh tra nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề còn tồn đọng ở địa phương. Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ và nhân dân sau khi sáp nhập thôn xã, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân sắp tới.
hội nghị cũng đã bỏ phiếu suy tôn Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Xương, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm 2019. Chiều ngày 31 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu du lịch Hải Hòa để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường CC3. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; lãnh đạo các ngành, đoàn thể cấp huyện. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ tại khu du lịch biển Hải Hòa đã được nghe lãnh đạo các ngành của huyện thông báo quy hoạch của khu du lịch biển Hải Hòa và tuyến đường CC3. Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình tuyến đường CC3, tình hình quản lý, sử dụng đất tại tuyến đường CC3 và ý kiến của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh tại khu du lịch. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường CC3 tại khu du lịch biển Hải Hòa đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 ngày 16 tháng 10 năm 2019. Theo đó, quy mô đầu tư mở rộng tuyến đường CC3 ven biển có chiều dài khoảng 750m, đảm bảo quy mô mặt cắt ngang 36m, theo quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa với tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng. Do Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia làm chủ đầu tư, dự án dự kiến được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2019-2021. Hiện nay, tuyến đường trục chính ven biển khu du lịch Hải Hòa, đường CC3, trước kia đã được đầu tư với quy mô mặt cắt chỉ có 5,5m và chưa được đầu tư đồng bộ, nên không đáp ứng được nhu cầu đi lại của du khách trong mùa du lịch. Mặt khác, do công tác quản lý chưa tốt, nên người dân đã tự ý lấn chiếm, xây lều quán để bán hàng quán dọc tuyến đường, làm mất mỹ quan trong khu du lịch, gây khó khăn cho công tác đảm bảo trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Vì vậy, việc đầu tư mở rộng tuyến đường CC3 là hết sức cần thiết, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, khu du lịch nghỉ mát biển Hải Hòa, theo quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, khu kinh tế Nghi Sơn và các vùng phụ cận. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại khu du lịch đồng thuận với chủ trương của huyện về đầu tư mở rộng tuyến đường CC3. Từ đó, nhằm tạo vị thế cho khu du lịch, thu hút ngày càng nhiều du khách về với biển Hải Hòa, đồng thời sẽ là điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư vào xây dựng và phát triển du lịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia đề nghị các ngành của huyện và xã Hải Hòa triển khai việc rà soát các hộ đã có thu hồi đất trước đây, đồng thời có thông báo cụ thể đến từng hộ dân đang kinh doanh tại phía đông tuyến đường CC3, bố trí vị trí neo đậu tàu thuyền cho các hộ dân có nhu cầu tham gia đánh bắt thủy hải sản. Đầu tháng 12 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ thành lập Hội đồng Giải phóng Mặt bằng, làm việc cụ thể với xã Hải Hòa, các thôn trên địa bàn xã, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để làm rõ nguồn gốc đất của từng hộ và sẽ thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, hỗ trợ theo quy định của pháp luật nếu có, để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án. Huyện Tĩnh Gia phấn đấu hoàn thành việc đầu tư mở rộng tuyến đường trong năm 2020. Năm 2020, huyện Tĩnh Gia dự kiến được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi từ 240 đến 245 công dân nhập ngũ, tăng 20% so với năm 2019. Để đảm bảo số lượng và chất lượng tân binh lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao, từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn trên địa bàn huyện báo cáo kết quả sơ tuyển và danh sách khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự về huyện.
để hoàn thành chỉ tiêu giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và ngành văn hóa thông tin các xã thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, quyền và nghĩa vụ của công dân nhập ngũ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quan tâm gọi tuyển những công dân đã tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng, trung cấp, tham gia thực hiện luật nghĩa vụ quân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tuyển chọn tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhận quân tổ chức thâm nhập, ba gặp, bốn biết, theo quy định của Bộ Quốc phòng. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, đề xuất các mô hình tạo việc làm sau xuất ngũ để động viên công dân sẵn sàng nhập ngũ. Thưa quý vị và các bạn, Tùng Lâm là xã thuộc vùng bán sơn địa, tuy nằm trong khu kinh tế động lực Nghi Sơn, nhưng so với mặt bằng chung thì tình hình kinh tế xã hội của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, điện, trường trạm chưa có sự đầu tư, hệ thống đường giao thông đi lại giao thương còn chưa thuận lợi, nhất là con đường dân sinh trục chính của xã. Con đường dân sinh nối từ quốc lộ 1A đến đường Nghi Sơn Bãi Trành có chiều dài gần 5 km. Đây là con đường trục chính đi vào xã Tùng Lâm. Đoạn đường này tập trung khu dân cư đông đúc với 3 trường học, chợ và công sở Ủy ban Nhân dân xã. Tuy nhiên, những năm gần đây, con đường đã xuống cấp nghiêm trọng do chỉ được làm cấp phối. Trong khi đó, đây là con đường trục chính duy nhất vào xã, nên lưu lượng người và các phương tiện tham gia giao thông lớn. Khi vào mùa mưa, từng ổ gà, ổ voi đọng lại thành những vũng nước lớn. Còn vào mùa nắng thì bụi mù đường. Việc đi lại của người dân hết sức khó khăn vất vả. Thực tế đó không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, mà còn ảnh hưởng lớn đến việc giao thương buôn bán trong vùng và các khu vực lân cận. Nhất là vào giờ cao điểm, khi học sinh đến trường, công nhân đi làm, con đường trở thành nỗi ám ảnh bởi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Mong muốn lớn nhất của người dân nơi đây là con đường sớm được quan tâm đầu tư xây dựng, sẽ góp phần quan trọng cho việc đi lại của nhân dân được thuận lợi và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày một phát triển. Đồng chí Lê Ngọc Thuyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tùng Lâm nói. Nói về con đường dân sinh của xã Tùng Lâm, đoạn từ quốc lộ 1A đi giáp nối với đường Nghi Sơn Bãi Trành hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, ổ voi, ổ gà cứ mưa xuống là ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của nhân dân trên địa bàn. Mặc dù đã có chủ trương nguồn kinh phí do xây dựng nông thôn mới của tỉnh để tiến hành được làm tuyến đường này, thế nhưng hiện nay là đường bị hư hỏng nặng. Mong rằng huyện, tỉnh là sẽ quan tâm để cho con đường sớm được đi vào đầu tư xây dựng để góp phần thuận lợi giao thông nông thôn cho xã Tùng Lâm. Những năm qua, ngành giáo dục huyện Tĩnh Gia đã đạt được nhiều kết quả trong công tác quy hoạch, mạng lưới trường lớp, sắp xếp đội ngũ cán bộ giáo viên, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Theo đó, huyện Tĩnh Gia đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hiện có của trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 5 như phòng học, khu nhà hiệu bộ và xây dựng mới khuôn viên, tường rào, cổng trường, khu nhà ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Dự kiến, tháng 12 năm 2019 sẽ hoàn thành các hạng mục trên, tháng 1 năm 2020 sẽ chuyển trường Trung học cơ sở Lương Chí sang hoạt động và tháng 7 năm 2020 bắt đầu tuyển sinh học sinh tiểu học, đồng thời tiến hành đổi tên thành trường tiểu học và trường Trung học cơ sở Lương Chí. Hiện nay, huyện Tĩnh Gia có 108 trường học, từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, bậc học mầm non có 34 trường, tiểu học 34 trường, trung học cơ sở 31 trường, tiểu học và trung học cơ sở 3 trường. Theo lộ trình quy hoạch đến năm 2025, toàn huyện sẽ giảm thêm 8 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 4 trường trung học cơ sở. Số đơn vị trường giảm đều nằm trên địa bàn các xã, thị trấn trong kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện như Hải Ninh, Triều Dương, Hùng Sơn, Các Sơn, Hải Hòa,
và thị trấn. Để thực hiện lộ trình trên, ngoài sự nỗ lực của ngành giáo dục, cần sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt hơn nữa của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của tầng lớp nhân dân. Quan điểm của huyện Tĩnh Gia là sắp xếp trường lớp phải phù hợp với điều kiện thực tế mỗi địa phương, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh, cũng như thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Được biết, ngoài sắp xếp các trường công lập, thời gian qua, huyện Tĩnh Gia cũng đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cấp phép thành lập 3 trường mầm non tư thục, 11 nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp khi điều kiện các trường mầm non công lập còn nhiều khó khăn. Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp, giáo dục và đào tạo huyện Tĩnh Gia năm 2019. Căn cứ luật viên chức số 58-2010-QH12, nghị định số 29-2012-NDCB ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, nghị định số 16-2018-NDCB ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư số 15-2012 ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức. Thông tư số 03-2019 ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư liên tịch số 21-2015 ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Quyết định số 1942-2017-QĐ-UBND ngày 7 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quyết định số 1100-2017-QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức, viên chức thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quản lý. Công văn số 5466 ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/QĐ-UCB ngày 10 tháng 5 năm 2018 của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018. Công văn số 13972 ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Tĩnh Gia. Kế hoạch số 144-KH-UBND ngày 3 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia và phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp, giáo dục và đào tạo huyện Tĩnh Gia năm 2019. Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2019 huyện Tĩnh Gia như sau. 1. Vị trí, việc làm và chỉ tiêu cần tuyển dụng. 32 chỉ tiêu giáo viên, văn hóa tiểu học. 2. Hình thức và nội dung tuyển dụng. Hình thức tuyển dụng, xét tuyển. Nội dung xét tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 5, điều 2, nghị định số 161-2018-NDCB của Chính phủ. Cụ thể, việc xét tuyển được thực hiện theo hai vòng như sau. Vòng 1. Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2. Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 3. Phạm vi tuyển dụng.
trên địa bàn huyện Tĩnh Gia và các địa phương trong toàn tỉnh. 4. Điều kiện tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển. Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 22 Luật Viên chức số 58-2010-QH12, Điều 4 Nghị định số 29-2012-NDCB và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161-2018-NDCB của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 21-2015 ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Về trình độ chuyên môn, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học, đại học sư phạm tiểu học trở lên. 5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, hồ sơ cá nhân hai bộ gồm phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161-2018-NDCB ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ. Các minh chứng kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là các bản sao văn bằng, chứng chỉ và giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có, được cấp có thẩm quyền chứng thực gồm bằng tốt nghiệp sư phạm, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 21-2015 ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức. Quyết định hoặc hợp đồng lao động do cấp có thẩm quyền ký hoặc ủy quyền ký bằng văn bản nếu có. Người dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ liên quan sau khi kết thúc thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển. 6. Lệ phí xét tuyển thực hiện theo Thông tư số 228/2016 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức. Mức thu lệ phí 500.000 đồng trên một người. 7. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 5 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 4 tháng 12 năm 2019 trong giờ hành chính, ngày làm việc. 8. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia, tầng 3, nhà 3 tầng, Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia. Điện thoại 0373 861 037. Di động 0376 676 168, gặp bà Nguyễn Thị Định, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 9. Thời gian phỏng vấn xét tuyển, hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể sau. Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Tĩnh Gia, được Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn thông tin rộng rãi và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia, địa chỉ đường Lê Thế Sơn, tiểu khu 1, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia. Thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng. Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020. Thực hiện kế hoạch số 1397-KH-CAT-BC01 ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020 và kế hoạch số 197-KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban dân huyện Tĩnh Gia về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Trưởng Công an huyện Tĩnh Gia thông báo rộng rãi các nội dung về tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an Nhân dân cụ thể như sau. 1. Về chỉ tiêu thời gian thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Số lượng chỉ tiêu công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân, dự kiến số lượng công dân tham gia khám tuyển và sơ tuyển là mỗi xã một trường hợp. Các trường hợp đã có ý kiến tuyển chọn đích danh các đơn vị thuộc bộ thì cá nhân đó vẫn phải liên hệ với Công an huyện Tĩnh Gia để thực hiện thủ tục tuyển chọn theo quy định và được tính là chỉ tiêu đã phân bổ cho địa bàn huyện Tĩnh Gia. Thời gian thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 24 tháng. Về đối tượng,
công dân là nam giới trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự. 3. Về độ tuổi, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự thì được tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Các đơn vị tuyển cơ bản gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát bảo vệ, cảnh sát đặc nhiệm. Cảnh vệ thì độ tuổi tuyển chọn là từ đủ 18 tuổi đến 22 tuổi. Những địa phương khó khăn về nguồn tuyển, không có khả năng đảm bảo chỉ tiêu thì có thể tuyển chọn cho các đơn vị trên đến hết 25 tuổi. 4. Về tiêu chuẩn, công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau. Có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc, có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. Đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an. Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở, ưu tiên chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Thể hình cân đối, không dị hình dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an. 5. Chế độ chính sách. Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo lệnh gọi của trưởng công an huyện, công dân tham dự tuyển truyền, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được hưởng các chế độ chính sách quy định đối với công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian phục vụ tại ngũ và khi xuất ngũ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định của luật nghĩa vụ quân sự. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng, tính đến thời điểm dự thi. Kết quả phân loại hàng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong công an nhân dân thì được xét dự tuyển vào các trường công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh công an nhân dân. Tốt nghiệp ra trường được phong bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp. Ngoài ra hết hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu sử dụng của công an nhân dân. Nếu tự nguyện vào công an nhân dân có nhu cầu thì được xét tuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. 6. Thời gian địa điểm tiếp nhận và thủ tục đăng ký. Các cá nhân có nguyện vọng và đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân trực tiếp đăng ký tại Công an huyện Tĩnh Gia qua đồng chí Trung tá Phạm Phi Hùng, đội trưởng đội tổng hợp, số điện thoại 0949001581, thời hạn đăng ký 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, tức là hết tháng 11 năm 2019. Khi đến đăng ký đề nghị mang theo bản chính và một bản photocopy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Công an huyện Tĩnh Gia trân trọng thông báo, trưởng công an huyện, thượng tá Trịnh Văn Giang. Ủa Tuấn, xe bị gì vậy? Đâu, tôi chỉ vào hết thay nhớt chuẩn bị tua xuyên việc thôi. Trời, đi ngay mùa nóng, máy móc nào chịu nổi. Nên tôi mới thay nhớt Honda đây. Nhớt Honda chạy cực mắc máy, lại còn bóp nữa. Độ nhớt Honda thấp nên dễ bôi trơn chi tiết chuyển động nhanh. Mà tôi xài hẳn nhớt tổng hợp cao cấp chuyên cho xe côn tay và phân khối lớn, nên mượt tay lái bóp động cơ luôn. Nhưng tôi đi xe ga thì sao? Đừng lo, mỗi loại xe Honda đều có nhớt dành riêng. Xe số, xe ga, xe côn tay đủ hết. Được quá, vậy tôi thay nhớt Honda luôn đây. Xe Honda, chọn dầu nhớt Honda. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, phát thanh viên Huyền Diệu, Tuyết Minh, Trần Huệ. Kỹ thuật sản xuất chương trình Trường Giang, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Văn Tú viết mẫu. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.